Hello, mọi người, tôi là Vân. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho người một cái kìm kẹp chết của hãng Erquin. Hơi đặc biệt một chút đối với những ai chưa bao giờ thấy, còn những người nào sử dụng hoài thì mình thấy nó bình thường. Thì đây là cái kìm kẹp xích, kẹp chết mà là kẹp xích. Thì cái kìm này được sử dụng trong cái công việc gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ mở rồi chúng ta nghiên cứu. Thì ở đây thì nó sẽ có một đặc điểm là nó sẽ bền hơn 2 lần so với cái dòng bình thường khác, và nó mạnh hơn 25% so với loại khác. Còn so với loại nào thì nó cũng không có ghi, nó ghi khơi khơi vậy thôi. Thì đương nhiên nó cũng có một cái cơ sở mà đó nó nói. Thì mọi người thấy đầu tiên trên bao bì thì chúng ta có thể hình dung ra cái chức năng của này, đó là để kẹp những cái ống hình tròn, hình trụ. Đây. Đó. Với những cái ống như này thì khi mà chúng ta muốn mở nó ra thì rất là khó. Chúng ta không biết dùng cái gì để chúng ta kẹp tại vì nó quá rộng. Đó. Cái kìm mẫu quạ hay là cái kìm kẹp chết khác không có thể sử dụng được. Nó chỉ thể sử dụng được trong những cái ống nhỏ thôi. Còn với một ống lớn như này thì chúng ta phải có một cách hay hơn. Đó là cái kìm kẹp xích này. Đây. Thì cái kìm kẹp xích này nó gồm hai bộ phận. Đó là một cái kìm kẹp chết được thiết kế gần như mất cái phần đầu và cái sợi dây xích. Thì cái chất lượng của cái kìm này nó sẽ phụ thuộc vào hai thứ. Một, đó là cái chất liệu làm nên cái kìm này. Thì cái phần thân này nó được làm bằng chất liệu 20R. Đây, cơ chế của nó cũng theo cái kiểu bình thường là chúng ta bóp như thế này và chúng ta bật ra. Phần vặn để nâng hạ cái siết, cái phần vặn để chúng ta điều chỉnh cái lực siết độ ra vô rất là nhẹ nhàng. Lò xo được làm khá là tốt, và cái phần cái lỗ mà để móc vô lò xo được cách rất là xa. Kìm được làm rất là dày. Những cái hãng những cái kìm của hãng Erquin thì mình thấy gia công rất là tốt. Kìm kẹp chết nè. Ở đây Giorgino. Cái kìm này có tuổi thọ lâu đời lắm. Cái điều thứ hai để quyết định cái độ bền của này đó là sợi xích. Cái kìm này mình đã thấy một lần rồi của một cái hãng khác, nhưng mà cái sợi xích nhìn đúng như sợi xích xe đạp luôn á. Còn cái sợi xích này thì nhìn nó bóng bẩy hơn, sạch sẽ hơn, to hơn và cảm giác cứng cáp hơn. Tại vì những cái phi này nó hơi khác những sợi xích xe đạp này mọi người. Tại vì ở đây những cái này là một cái, nó có hai bên là hai cái trụ. Chính hai cái trụ này nó sẽ là cái ngàm để cái kìm này nó bám vô. Nếu cái trụ này mà chất lượng kém thì khi mà mình siết nó sẽ bị gãy cái trụ này và nó mất đi tác dụng của cái kìm. Ở chỗ này nó có một cái rặng. Khi mà mình lòn sợi xích vô, mình sẽ lòn nó vô trong cái khe này luôn. Cái khe cho cái này, và cái sợi xích này sẽ nằm trong cái rãnh này. Đó. Và khi mà sợi xích nằm trong cái rãnh này thì hai cái ngàm này sẽ được móc vô đây. Được móc vô hai cái ngạnh này. Bình thường nó sẽ không có móc vô, bình thường nó sẽ như thế này thì chúng ta sẽ để ý. Đây là cái rãnh, ở đây là cái khe. Sợi xích chúng ta nằm như thế này và chúng ta sẽ đưa sợi xích vô đây. Đây. Chúng ta đưa sợi xích vô đây và cái sợi xích này nó sẽ bám vô cái ngàm này. Thì tùy cái đường kính cái ống mà muốn mở ở đây, trong cái đường kính này thì mình sẽ điều chỉnh cái xích này làm sao cho nó vừa. Và khi mình đã điều chỉnh rồi, vừa rồi thì mình nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ bóp, mình siết lại. Thì mình khi mình bóp, mình siết lại, mình chỉnh cái ốc lò xo này. Khi mà nó đã đạt được cái độ khóa rồi, mình bóp cái kịch. Rồi. Khi mình bóp lại thì cái kìm này có nhiệm vụ là nó sẽ khóa cái chốt này lại. Nó không có cho cái sợi xích này nó rớt ra ngoài. Và khi không cho rớt ra ngoài như vậy thì bắt đầu mình mới vặn vô, mình mới siết. Thì chính những cái mắt của cái dây xích này nó sẽ bám chặt lên cái bề mặt của cái dụng cụ mình muốn mở. Thì những cái dụng cụ mình muốn mở thường không phải là một cái hình tròn tròn lẳng, mà nó sẽ có gồ ghề. Thì nó sẽ bám vô đây, và khi đó thì mình sẽ có cái độ ma sát để mình vặn, mình mở cái ống này ra. Thì khi mình vặn như thế này thì chính cái thiết kế của cái xích này nó sẽ bám chắc vô cái dụng cụ mình muốn mở, và cái lực mình sẽ mở theo chiều này hoặc mở theo chiều này. Nhưng mà mình thấy mình thiết kế thì nó, mình nghĩ nó sẽ mở theo cái chiều bên phía bên đây. Đó, chiều phía bên đây là chính. Đó, chúng ta sẽ dặn qua. Thì đây là một cái kìm mình nghĩ không phải là một cái kìm phổ thông. Tức nghe là không có nhiều người dùng, chỉ những ai mà thật sự cần hoặc làm cái công việc nào liên quan đến nó thôi thì chúng ta sẽ cần để mở. Và khi mà đã cần rồi thì phải có, tại vì nếu không có thì không làm được. Đó là những cái dụng cụ như vậy. Còn có những cái kìm chết mà ai cũng cần, ai cũng dùng thì nó sẽ phổ thông hơn. Còn cái này là dạng không phổ thông.
Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người muốn mua sản phẩm này thì hãy đến cửa hàng Thích Làm Mộc để mua. Địa chỉ là 257 Sạc Năm, Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Giá thì mọi người xem dưới phần miêu tả của video. Tôi là Vinh, cảm ơn đã xem video. Nếu thích hãy đăng ký subscribe kênh YouTube hoặc like trên fanpage để mua hàng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.